và chụp rất là nhanh. Dạ. Và thưa quý vị, với quả bóng bạc quốc san dành cho cầu thủ Nguyễn Minh Trí, chúng ta sẽ cùng một lần nữa chúc mừng cho anh. Xin được cảm ơn ông Mai Bá Hùng và bà Bảo Ngọc với phần trao giải.